Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Này Đức Thiện. Các bạn thân mến, đối với những không gian nhà gỗ xưa, những cái không gian theo được bài trí theo phong cách cổ điển, thì việc tìm kiếm một chiếc đèn 3 giây cổ, chuẩn cổ của Pháp Sĩ để bài trí vào thì sẽ làm cho không gian của các bạn trở nên ấm áp, lung linh và hoài cổ hơn. Việc thiếu sót những cái chiếc đèn 3 giây cổ thì là một trong những cái điều rất là đáng tiếc nếu các bạn chưa sở hữu được những cái chiếc đèn 3 giây cổ như thế này. Và trong video lần này thì Đồ Gỗ Xưa Và Này Đức Thiện xin phép được chọn lọc tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn, những người đam mê nội thất theo phong cách cổ điển, một chiếc đèn 3 giây chuẩn cổ xuất xứ từ Pháp, có niên đại trên 100 năm. Nếu các bạn đã từng theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Xưa Và Này Đức Thiện thì sẽ thấy chúng tôi đã từng giới thiệu những cái mẫu đèn như thế này trên kênh YouTube của chúng tôi. Tuy nhiên thì những chiếc đèn khác nhau, những cái chiếc đèn tuy là mẫu mã cùng mẫu mã nhưng mà sẽ có những cái đường nét khác nhau, một số chi tiết khác nhau cũng như màu sắc khác nhau. Vì vậy chúng tôi xin phép được quay video cận cảnh chi tiết từng cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu với quý vị các bạn, để sau này khi các bạn đang xem video và lựa chọn đúng sản phẩm như thế này thì chúng tôi sẽ giao đến tận tay quý vị và các bạn, tránh trường hợp là đăng lên một sản phẩm sau đó bán một sản phẩm thì khi các bạn nhận được lúc đó rất là khó. Và đây, mẫu đèn chúng tôi giới thiệu trong video này thì là chiếc đèn có đường kính chóa là 40 cm. Như các bạn đã biết thì những cái đèn mà chóa 40 được gọi là kích thước lớn của đèn 3 giây. Nó còn một số kích thước khác, giống ví dụ như là đèn chóa 42 hoặc chóa 45, nhưng những loại chóa 42, 45 thì rất là hiếm. Và đặc biệt mẫu chóa 40, như chúng tôi đã từng nói ở các video trước, mẫu đèn chóa 40 có hoa, chóa hoa như thế này thì được đúc rất là dày dặn. Series này được đúc rất là dày dặn, gồm có đèn lồng phun lửa như thế này và đèn thuận buồm xuôi gió, là hai loại đèn cùng một hãng sản xuất, cho nên là cái chất lượng đầm, những cái đường nét họa tiết hoa văn như ở đây các bạn thấy đó rất là dày, đục rất là dày dặn và nặng. Tổng thể cái đèn này nó nặng khoảng tầm 15 kg. Đó là trường hợp quả tạ, tức là cái quả đối trọng phía bên trên này, các bạn thấy là quả tạ đã rút ruột ra. Còn nếu để cả quả tạ thì nó cộng thêm khoảng từ 8 đến 10 ký nữa, tùy theo từng chiếc đèn. Và chiếc đèn này thì có chiều cao tổng thể là 1,5 m, tức là tính từ trên đỉnh đèn, đỉnh đèn tức là những cái họa tiết thiên thần như thế này, cú tí như thế này, tới phần cuối cùng của đèn đây thì là chiều cao là 1,5 m. Tuy nhiên thì các bạn có thể điều chỉnh chiều cao này bằng cách là các bạn thay đổi cái kéo xuống quả tạ hoặc là đẩy lên quả tạ. Tuy nhiên thì thông thường khi chúng tôi giao cho khách hàng thì chúng tôi đã cố định quả tạ này ở những con ốc, để tránh trường hợp mà kéo đi kéo lại thì có thể không cẩn thận sẽ bị vỡ cái chóa đèn. Cái chóa hoa như thế này thì cực kỳ hiếm, khi các bạn lỡ làm vỡ rồi thì khả năng có để thay thế lại là gần như là rất là khó, vì người ta sản xuất ra mỗi cây đèn thì chỉ có một cái chóa, và đây là chóa cổ sĩ có niên đại hàng trăm năm, và bây giờ người ta không thể sản xuất mới được lại những cái chóa như thế này.
Và đây chúng tôi sẽ quay chi tiết, từng chi tiết một của chiếc đèn. Các bạn có thể thấy được những cái đường nét hoa văn của những người thợ thủ công nước Pháp. Họ đúc rất là mềm mại, uốn lượn và rất là kỹ. Hầu như các bạn sờ trên những cái đường nét như thế này rất là mịn tay và không có những cái gờ. Nó có một cái độ mòn theo thời gian. Và cái thứ hai là cái kỹ thuật đúc đầm của châu Âu hàng trăm năm trước, họ đã rất là kỹ và tỉ mỉ rồi, không như đồ mới của Việt Nam sau này. Đồ mới của mình thì có những cái đèn mới giả cổ thì các bạn sờ những cái chi tiết này nó vẫn còn những cái điểm gờ, những cái ba dớ, sờ nó không mịn tay được như thế này. Đây, những cái đường nét này rất là dày dặn, đúc rất là dày dặn. Và trước đây thì người ta sử dụng những cái con ốc có một cạnh như thế này, không phải là ốc bốn cạnh như mới bây giờ. Đây cũng còn zin bản, độ zin bản rất là cao. Những cái con ốc này mua ở Việt Nam thì tôi chưa thấy là chỗ nào Việt Nam bán những cái con ốc như thế này. Thông thường thì những cái ren này rất là đặc biệt. Hệ ren của Việt Nam sử dụng thì nó khác cái ren này. Cho nên là khi mất ốc rồi, kiếm một con ốc để thay thế rất là khó. Ở đây thì có 9 ngọn nến như thế này. 9 ngọn nến này này, trước kia thì ở bên châu Âu thì người ta bỏ vào đây những cái đèn cầy, hoặc ở ngoài Bắc gọi là những cây nến. Còn sau này thì có một số nhà người ta khoan ở những cái phần này, người ta đi dây điện, nhưng mà cũng khá là cầu kỳ. Và nguyên bản của nó thì chưa có đi dây điện, vẫn còn dùng bậc, vẫn còn thắp dầu. Đây là cái bầu dầu, các bạn có thể nhấc lên nhấc xuống để kiểm tra. Đây còn bấc đèn này. Đây là bầu có hai lớp, nước trong nước ngoài. Cái phần này vẫn còn hoạt động trơn tru. Tôi vặn thử cái bấc đèn lên xuống để các bạn thấy. Đây là cái cổ đèn zin bản của nó. Còn sau này nếu các bạn muốn chế thành đèn điện thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chế luôn cho các bạn. Đây là một cái cổ điện. Đây. Cổ điện chúng tôi đã từng chế. Và cái này thì sử dụng cái chuôi đèn là 27. Chuôi rất là phổ thông, các bạn có thể sử dụng tốt. Và đây là phần chóa đèn. Chúng tôi sẽ quay chi tiết cái phần chóa đèn, một trong những cái điểm rất là độc đáo của chiếc đèn 3 giây này. Ở đây là chóa hình bông hồng. Đây sẽ có chóa này sẽ có 3 cái chùm hoa, 3 cái nhành hoa hồng như thế này. Ở đây có chữ ký của người họa sĩ đây các bạn. Tên trên từng cái nhánh hoa một đều có chữ ký của người họa sĩ. Đây là những cái tác phẩm vẽ tay rất là đẹp. Cái phần chóa này thì là chóa xịn, cho nên các bạn có thể rửa nước thoải mái, vệ sinh lau chùi ẩm ướt thoải mái. Còn ví dụ các bạn mua những cái đèn chóa mới bây giờ thì đa số là đèn bằng chóa bằng thủy tinh xong mình sơn lên. Thì hiện tại đồ gỗ Đức Thiện phân phối cả hai loại đèn, một là đèn mới giả cổ và hai là đèn chuẩn cổ như thế này. Ví dụ chúng tôi khách hàng cần tư vấn loại nào thì chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng loại đó, và nói ngay từ đầu là đèn nào là đèn cổ xịn và đèn nào là đèn giả cổ để các bạn tiện lựa chọn theo cái gu thẩm mỹ và cái túi tiền của mình ngay từ ban đầu. Tất nhiên là loại nào thì cũng có ưu điểm của nó. Những cái loại mới thì ưu điểm của nó là giá thành rẻ và dễ tiếp cận. Còn những cái loại chuẩn cổ thì có ưu điểm là bền theo năm tháng. Ví dụ những cái chiếc đèn này thì các bạn có thể có độ bền hàng trăm năm sau thì nó vẫn là như thế này.
Và hầu như thì màu sắc của đồng thì nó chỉ càng đẹp hơn theo màu thời gian. Những cái chóa hoa này rất là hiếm, đặc biệt là những cái chóa đường kính 40. Đây là chóa thường nó làm từ 2 đến 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài. Cái chóa này thì trên thị trường người ta gọi là chóa pha lê, có những cái hoa văn. Chóa màu trắng tinh thì khi vỡ thì các bạn có thể thay thế được. Còn những cái chóa có hoa như thế này thì rất là hiếm và giá trị, cho nên là các bạn nếu có duyên sở hữu thì cũng mong là các bạn rất là giữ gìn. Đây là cái phần quả tạ, tôi sẽ quay sát cái quả tạ. Những cái đường nét hoa văn ở quả tạ cũng rất là đẹp và cầu kỳ, các bạn có thể thấy được. Quả tạ này nếu mà thông thường người ta sẽ đổ ở trong nó, một là chì, hai là gang. Trọng lượng của quả tạ thì nó sẽ tương đương với phần bên dưới của cái đèn, gọi là quả đối trọng, để các bạn có thể kéo lên kéo xuống. Để khi ngày xưa người ta treo cao, người ta kéo lên kéo xuống mục đích là người ta đổ dầu vào đây, người ta châm thêm dầu hoặc đốt đèn ở đây. Còn tuy nhiên bây giờ đa số thì sử dụng điện rồi, cho nên là ít khi dùng đến dầu. Chúng tôi sẽ cố định cái phần quả tạ này trước khi giao hàng cho các bạn. Một tác phẩm rất là đáng sưu tầm và ngày càng hiếm có trên thị trường. Hầu như những cái sản phẩm này chúng tôi chủ yếu là bên đồ gỗ Đức Thiện, rất là hữu duyên được các cái thợ sưu tầm ở bên nước ngoài họ gửi về thì mới có, và lâu lâu cũng có một cái chứ cũng không có thường xuyên. Và chúng tôi sẽ thắp điện lên để các bạn theo dõi xem dưới ánh đèn thì nó sẽ như thế nào. Và đây là hình ảnh chiếc đèn mà sau khi chúng tôi đã chế điện, quá trình từ một chiếc đèn dầu trở thành một chiếc đèn điện rất là đơn giản và gọn gàng. Các bạn vẫn giữ nguyên được cái phần form của nó, vẫn là cái ống khói như thế này, nắp bóng điện vào. Và dưới ánh sáng của đèn thì những cái bông hoa trên chiếc chóa đèn trở nên đẹp lung linh, và sẽ là một trong những cái điểm nhấn cực kỳ ấn tượng trong không gian cổ điển của ngôi nhà bạn, làm tăng thêm cái sự độc đáo, tinh tế và xứng đáng với đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Và sản phẩm này thì hiện đang được trưng bày tại đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline là 0913 101976, hoặc truy cập vào trang web là đồgỗđứcthiện.vn, danh mục là đèn thì các bạn sẽ thấy được những cái hình ảnh chi tiết về chiếc đèn này. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng mong muốn các bạn nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới, nút chuông thông báo để luôn cập nhật sớm nhất những sản phẩm của đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện. Trân trọng cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn sớm tìm được những cái món đồ đẹp độc đáo để bài trí và không gian, thỏa mãn cái niềm đam mê cổ vật của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.